Rồi, hôm nay tiếp tục quay lên cho em xem một em sắm chuối nha em. Hiện tại là 3,1 kg. Em này thì tương đối rất là cao lớn ký nha. Còn cái form á còn lên ký dữ lắm. Con này phải ngang ngửa con chuối hôm bữa 3,3 kg, 3,4 kg. Hiện tại nó mới 3,1 kg thôi mà có thể là nó cao hơn con gà đó nữa, còn lớn ký hơn nữa nha. Đó, bầm sắn luôn nha anh em, dáng body rất là đẹp. Em còn thêm một con nữa, con 2,9 kg. Thì cái này gửi cho chú ba lẻ luôn nha, ở Tây Ninh nha. Chú có ưng ý thì chú alo cho con nha chú. Số điện thoại ở dưới phía dưới màn hình nha anh em. Ai có mến thì alo ha, giá 6 triệu một con nha. 3,1 kg. Còn một con cũng giống như con này lắm, giống lắm. Mà con nó 2 kg, 2,9 kg. Rồi, ai có mến thì alo nha. Dáng cao lớn ký, body cực kỳ chuẩn luôn ha. Mấy con này mà anh em nuôi mà nó dạng người hơn chút là nó form hình với lại nó lớn tháng hơn chút là form hình nó lên đẹp lắm. Rồi. Chào anh em ha, ai có mến thì alo nha. Con gà này tính đàn nó cũng hơi nhát. Mái thì chắc em hết rồi nha anh em. Mái giờ nó ốm quá, không có đẹp lắm nên em không có lên clip nữa. Em để lên clip những gà trống nào mà tương đối body dáng ok thôi. Rồi chào anh em nha.